Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thánh Bang và Trần Môn hợp nhất. Đúng, bây giờ Thống Nhất gọi là Thánh Bang rồi. Không cần phải lo như thế, cũng không cần phải sợ. Chỉ cần có ta ở đây, Nghiêm Minh vĩnh viễn là sẽ không bị bắt nạt. Cho dù tất cả bang phái liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Các ngươi có tin ta hay không? Tin. Vậy được rồi, đi thôi, đi tham gia khảo hạch. Lâm Minh Chủ, ta không có nhìn nhầm ngươi. Quảng trường trung tâm. Lâm Viêm, ngươi nhìn kìa, họ cũng tới rồi. Tên khốn đó, khảo hạch lần này chắc chắn là lại tìm tôi Vũ Nhu giúp hắn. Không sao, chỉ cần một người trong chúng ta giữ chân tôi Vũ Nhu, người còn lại giải quyết Lâm Viêm là được. Ngươi định đối phó ai? Chắc chắn là tên khốn Lâm Viêm đó rồi. Nếu không thể nào tự tay đối phó tên khốn đó, ta sắp sinh ra tâm ma rồi. Vậy được, ngươi đi đối phó với Lâm Viêm. Ta đi giữ chân của Tô Vũ Nhu. Ngươi đối phó với Tô Vũ Nhu sẽ không mềm lòng đấy chứ? Mọi người đều nói cô ta và Lâm Viêm ở bên nhau, ta còn mềm lòng cái gì? Hai tiện nhân. Vậy thì tốt, chỉ cần chúng ta liên thủ, hai người họ sẽ không phải là đối thủ. Họ có phải là không biết ngươi đã là Vũ Vương đỉnh phong một sao đúng hay không? Chắc là không biết, đến lúc đó làm họ bất ngờ. Các đạo sư tới rồi. Các vị học viên, hôm nay là ngày khảo hạch ngoại viện, cũng chính là kiểm tra có mấy người đạt đến tu vi Vũ Vương một sao. Không nhiều lời nữa, trực tiếp vào chủ đề. Thang trời thử luyện. Cao quá, hơn ngàn bậc đúng không? Hình như là có trận pháp bao phủ phía trên. Thang trời này tổng cộng có 1000 bậc, phía trên của nó có trận pháp. 100 bậc đầu tiên chỉ có người có tu vi Vũ Linh 2 sao mới có thể thông qua. 100 bậc tiếp theo này phải là người có tu vi Vũ Linh 3 sao mới có thể thông qua. Tương tự, những người có thể vượt qua tất cả các bậc phải có tu vi Vũ Vương 1 sao. Khảo hạch của ngoại viện đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn thuần xem tu vi ư? Đương nhiên không phải, khảo hạch của ngoại viện chia làm hai phần. Phần 1 là theo là leo thang trời, phần 2 là so tài. Chỉ có top 3 có thể thông qua khảo hạch ngoại viện. Ta nghĩ chắc trong 4 người chúng ta. Hiểu rồi, đến lúc đó ngươi nghỉ ngơi là được. Hai tên đó một mình ta giải quyết. Một mình ngươi? Đúng vậy, dù sao họ cũng hận ta thấu xương, ta cho họ một cơ hội. Bắt đầu lên thang trời. Xông lên. Lên thang trời rồi. Chúng ta cũng lên đi, không vội. Bây giờ lên cũng phải chen chúc với họ, đợi lúc nữa kéo dài khoảng cách rồi đi. Người xem, trên 500 bậc là có người bắt đầu không ổn rồi. Đi thôi, đến chúng ta thôi. Được. Chúng ta cũng lên. Ứng Hoa và Trần Thiên cũng lên theo rồi. Vậy so với họ, xem ai lên đỉnh trước. Ý tưởng hay đó. Tăng tốc. Quả nhiên, càng lên trên, lực cản của trận pháp của thang trời này lại càng lớn. Đã bắt đầu xuất hiện người bị loại rồi. Nhưng trước mắt đối với mình hoàn toàn không vấn đề gì. Tu vi của Lâm Viêm chẳng lẽ cũng đạt đến Vũ Vương một sao rồi? Tên khốn này sao tu vi lại tăng nhanh như vậy? Nếu hắn thật sự đã là Vũ Vương một sao,
mình còn là đối thủ của hắn hay sao? Phía trước đã không còn ai rồi, xem ra thật sự không có mấy ai có thể đạt đến vị trí này. 950, 980, bậc thứ 1000. Có người đến rồi. Là Lâm Viêm. Lợi hại quá, tốc độ nhanh thật. Tốc độ này của ngươi đúng là không theo kịp nổi. Nhìn ngươi nói kìa, ngươi không phải cũng dựa vào sức mạnh của mình là lên được đây hay sao? Thật sự muốn nói không theo kịp, phải là người không thể nào đến được đây. Các ngươi cũng tới rồi à? Hoàng đạo sư, các học viên đã dừng lại rồi, chỉ có 4 người về đích. Được rồi, 4 người các ngươi đều xuống đây đi.